Xin chào tất cả các bác. Hà Nội vừa ấy mưa xong, khá là ẩm ướt. Theo yêu cầu của rất là nhiều bác thì ngày hôm nay em xin được review cái đèn này. Khi mà nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu, thiếu sáng, hiện trời tối thì như thế nào. Bây giờ các bác sẽ đi ra qua một cái ngõ tối. Đây. Các bác nhìn thấy thì nó không quá tối nhưng mà nó có một cái khoảng tối khá lớn này. Chúng ta thoải mái test đèn nhá. Thứ nhất là em sẽ test cho các bác về 5 cái chế độ chiếu sáng của chiếc đèn này. Em xin test tự vệ này. Đây là chế độ chiếu sáng mạnh nhất. Thứ hai là chế độ chiếu sáng vừa. Đấy, nhìn vẫn rất ok. Đây, các bác xem này. Thứ ba, chế độ chiếu sáng yếu nhất. Cái này thì nó có thể là duy trì được 10-12 tiếng nhé. Thứ tư là chế độ nháy chói, gây mù và gây choáng ngay lập tức khi mà gặp kẻ gian. Các bác hoàn toàn có thể yên tâm khi mà trong trường hợp mình mà quan sát nhà hay là mình thấy có kẻ trộm hay kẻ gian đột nhập ấy, mình có thể sử dụng cái này chiếu thẳng vào mặt kẻ gian, làm nó trúng choáng ngay lập tức, chống trường hợp bị tấn công từ xa. Chế độ thứ năm là chế độ chiếu sáng nháy SOS. Trong trường hợp mà các bác bị lạc trong rừng hay là khi mà lạc trên biển ấy, mình không xác định được phương hướng mà cần tìm người cứu thì cái chế độ đèn này sẽ phát tín hiệu như thế này để giúp các bác là tìm được cái người cứu gần nhất. Đây, chế độ chiếu SOS. Đấy. Chế độ chiếu thông thường mạnh nhất này. Nhìn rất là xa. Các bác có thể thấy. Đây, đang chiếu vào tường, cái cuồng chiếu của nó. Chiếu rất xa các bác nhé. Chiếu ra đầu ngõ luôn này. Về cơ bản thì chiếc đèn pin này có cấu tạo khá là chắc chắn, bền bỉ. Vỏ ngoài là thép chống rỉ nên là anh em hoàn toàn yên tâm, không bao giờ sợ han gì. Thứ hai là ở đầu của nó có 4 mấu nhọn này giúp anh em có thể chống lại kẻ gian trong trường hợp mà mình bị tấn công cận chiến. Thứ ba là ở phần cuối của nó có một cái dao để giúp anh em cắt dây hiệu quả khi mà mình đi rừng hay là cần sử dụng trong những cái cuộc dã ngoại. Mình quên mất còn một chức năng mà chiếc đèn pin này vô cùng đặc biệt. Đấy là tính năng báo động đèn police. Giúp tạo nên tín hiệu kết hợp cùng với chế độ nháy cấp cứu vừa nãy. SOS vừa nãy thì có thể giúp anh em dễ dàng được giải cứu trong trường hợp mình bị lạc trong rừng khi mà mình đi săn hay là mình đi du lịch dã ngoại gì đấy. Chế pin rất là chắc chắn. Anh em muốn tìm hiểu thêm thông tin hoặc đặt mua thì có thể truy cập vào trang web shoptech.com.vn vào phần đèn pin siêu sáng. Hoặc là anh em có thể comment trực tiếp ở dưới video này. Comment số điện thoại và cái câu hỏi anh em cần đặt thì mình sẽ trực tiếp giải đáp cho anh em. Xin cảm ơn anh em.